Rồi, em kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip tối hôm nay thì em lại quay cho anh em các bác chi tiết xem về cái con Amli Maxin Top mà A2275 tuyệt đẹp. Đây là một trong những cái con Amli đèn mà rất là tâm đắc vì cái chất âm và cái hình thức nó khá là đẹp. Đấy. Dòng 2275 thì cái cấu tạo của nó cũng giống như là MA275 đèn bao anh em nhé. Nhưng mà con này thì nó có tích hợp cả cái rề chỉnh bass trep đầu vào. Đấy. Thì về mặt mũi con này không có gì để bàn anh em, mặt gương mà. Nó chỉ có 7 gương hay là nguyên gương thôi chứ không có gì hết cả. Mặt gương thì nhanh rồi, nhanh gọn lẹ, rất đẹp. Đồng hồ rất đẹp nha. Đây. Đây. Đây, chủ yếu là quay cho anh em xem cái bóng rồi cái độ đẹp nó sơ bộ thôi chứ mà gần như hồi đó giờ em về em bán con này em bán không có con nào xấu, gần như vậy luôn. Tại mấy con này mấy hàng cao cấp mình tuyển nó kỹ rồi nè. À, rồi em đã mở cái lồng ra sẵn rồi. À, cái lồng máy cũng không có trầy xước nha. Lồng máy rất đẹp. Đây là cái các cái tăng phô, nó gồm 3 tăng phô cho hệ thống. Tăng phô chính giữa là tăng phô nguồn, 2 tăng phô evo là hai bên đây. À, trái phải ha, nó là 2 tăng phô xuất âm. Rất là to. Đặc biệt những cái dòng Maxin Top thì nó sử dụng tăng phô sức âm rất là to, nặng gấu. Anh em bưng mấy cái con này là anh em phải để ý nha. Bưng con này là trên đầu trên nó sẽ nặng nha, đầu dưới nó nhẹ hơn, nó như vậy. Đấy. Rồi. Các cái cọc loa không anh em nhìn thấy nó đã phê ha, rất là phê. Thì cọc nó sẽ phân mỗi một bên như vậy là bốn cái, một chân là mát chung. Kế tiếp nó là 2 ôm, 4 ôm và 8 ôm để anh em chơi. Và nó có rất là rắc khóa nè, có nghĩa là chúng ta dặn nghe nè, cho nó lỏng ra cắm xuống rồi ta siết lại là nó sẽ giữ cố định cái rắc. Đây thì cái truyền thống của Maxin Top là hay sử dụng là inox, nhưng mà cái dở của inox là anh em biết gì không, nó in lụa trên đây nè, nó in lụa trên cái inox á, in lụa trên inox như thế này. Đấy. Thì khi mà mình chùi rửa, mình làm gì, mình mồ hôi, mình đổi, mình quẹt vậy thôi. Nó bay mau bay chữ, đó là bình thường của Maxin Top nha. Thậm chí những cái con mà mới demo hay những con mới về, em lau chùi kỹ kỹ chút xíu, nó cũng bị luôn, chứ đừng có nói là những cái con như thế này. Cho nên cái việc mà anh em chơi Maxin Top mà những cái con này mà nó đánh chữ trong đây á, mà nó bị bay chữ, đó là bình thường. Không có gì đáng nói. Nhưng mà theo cái cá nhân của em, tại sao hãng làm tới mức này được, tại sao nó không khắc laser hoặc CNC lên cho nó đẹp nhẹ xuống á, nó còn hay hơn ha. Nhưng mà em nghĩ sau này bảo đảm Maxin Top nó sẽ cải tiến về cái phần này. Đó là cái phần dở nhất của Maxin Top. Còn lại các cái thì mình không chơi được. Đấy, đó là ý kiến cá nhân của mình, không biết hãng nó làm sao đâu, kể nó đi. Rồi, chúng ta tiếp tục đến phần bóng đèn. Thì con này nó sử dụng 4 bóng KT88, mỗi một kênh nó sử dụng 2 bóng và công suất thực tế ra loa nó là 75W một kênh 8 ôm. Đối với bóng đèn mà 75W một kênh 8 ôm là nó cực kỳ là lớn anh em nha. Nó không có nhỏ đâu nha. Thường thường anh em thấy 4 bóng KT88 của mấy con Tree đồ có 30W thôi. Nhưng mà do cái thằng Maxin Top nó làm cái biến áp xuất âm quá lớn nha, để nó đẩy ra được cái công suất lớn, cho nên nó được cái công suất lớn hơn là như vậy. Để anh em dễ hiểu hơn tại sao cũng KT88 mà con này 75W. Con kia cũng KT88 mà có 30W, thậm chí 25W cũng không chừng. Đấy. Rồi. Cho anh em hiểu sâu hơn chút xíu nha. Con này thì nó sử dụng toàn phần là bóng riêng của hãng Maxin Top hết. Nên em chơi yên tâm. Và bóng này đã, con này là từ Nhật về nè, điện 100V này. Bóng này đã kiểm định là còn cực kỳ cao, gần như con này bên đó nó ít sử dụng hay sao anh em nha. Hoặc là có thể là họ đã đầu tư những cái bóng mới của hãng về cho nên nó ok. Rồi, về phần bóng em sẽ quay đây anh em xem này, rất đẹp nha, rất đẹp liền lạc hết đó, rất đẹp dày. Cái inox nó rất dày. Điện 100V em nha. Chân rắc cắm anh em thấy là còn bằng ghế. Và hiện tại em đang sử dụng cái cổng ba lăng vào để hát ha. Còn ngày hôm qua thì em sử dụng nó để test cái con Phono. Em này chơi Phono được khỏi cần phải qua thiết bị gì luôn anh em. Rất là ok. Bóng Maxin Top anh em ha. Hết luôn. Bóng cả bóng rề cũng vậy, bóng Phono cũng vậy, bóng Maxin Top hết. Đây, rất đẹp. Không có gì để bàn và cũng không có gì để trừ luôn. Đấy, có khiển anh em nha. Có khiển ha. Đấy, rồi, quá là ok. Thì hôm nay em sẽ quay cho anh em sơ bộ về cái con mà 2275 để anh em tham khảo. Thì với cái con này á,
Thì những cái con 2275 đời mới anh em nha, mới hơn con này á, thì nó đánh tay nôi không có hay. Nhưng mà đặc biệt con này đánh tay nôi rất là hay, nó như vậy. Nó ngộ đời cái dòng này nè. Đó. Còn với BB kép hay là JBL thì quá tuyệt rồi. BB kép em cũng đã từng ghép 802 D3 với con này rồi. Đó. Thì sau clip chi tiết này thì em sẽ có một clip test âm của con MA25 cùng với cặp JBL 9800. Và ngày mai thì em sẽ cố gắng test coi MA9000 cùng với con 9800 để cho anh em nghe và anh em so sánh và anh em chọn. Thì đó là hai cái âm ly cùng một hãng nhưng mà hai cái trường phái nghe nó khác nhau. Đối với đàn thì anh em có thể nghe cái chất âm nó ngọt ngào, sâu lắng, êm dịu, nó không có gọi là nó bốc ha, không có nảy lửa. Đối với đàn thích hợp cho anh em nào nghe nhạc vàng, trữ tình, bolero nhiều. Còn với Maxitox và A9000 thì nó là một cái ông đi tích hợp đời mới hiện nay. Thì nó có sử dụng bộ dây mã DAC 32 bit. Rồi nó có công suất ra thực tế ra loa đó là của class AB, đó là 300W một kênh, rất là lớn. Chi nó thì nó thiên về âm nhạc mới, thì nó âm nó sáng, nó chi tiết, nó mạnh, đây, đủ thứ để anh em có thể có cái hướng lựa chọn cho mình. Và ở shop em thì hiện tại MA2275 đang có mức giá là 125 triệu, và MA9000 full shop có mức giá là 185 triệu. Đấy, anh em yêu sản phẩm nào thì hãy alo cho em. Bữa nay là bây giờ hiện tại đang là tối một tối của cái ngày 22 tháng chạp rồi, thì ngày mai là ngày 23, ngày đưa ông táo rồi. Cho nên em nào ví dụ như anh em ở Hà Nội, ở những cái tỉnh mà có tàu lửa, anh em ở miền ngoài ở tỉnh có tàu lửa thì hãy em sẽ gửi được từng tàu. Còn anh em mà ở miền Tây thì hoặc là miền Đông thì rất là dễ dàng rồi, em sẽ cho giao xe trực tiếp đấy, những cái con lớn như thế này để đảm bảo vận chuyển cho anh em hả. Rồi anh em nha. Rồi tới đây thì em cũng xin tạm dừng cái clip chi tiết về con em đi MA275 của Maxitox. Giá là 125 triệu, anh em nào yêu thì alo ngay cho em để mua hàng Rồi em xin cảm ơn, và giá là bao ship nếu chịu khoản đủ, ship cọc thì cọc 20%, em không bao ship anh em nha. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.